Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái mẫu tai nghe. Mẫu này thì mình mua 42.000, hàng đổi trả tại Thế Giới Di Động. Thì tuy mặc dù hàng đổi trả nhưng mà nó đầy đủ phụ kiện, hộp các kiểu cũng rất gì và này nọ. Thì nó tặng kèm 3 cái kích cỡ tai nghe để phù hợp với nhiều người khác nhau. Mình sẽ gắn thử kích cỡ nhỏ nhất, đây là kích cỡ phù hợp với mình. Thì lần đầu tiên gắn thì nó cũng hơi khó, các bạn nhận sát vô. Thì sau khi nhận sát thì cái miếng điện này nó có tác dụng là bám chặt vào thành lỗ tai, để khi mà mình vận động thể thao nó sẽ không có bị dễ rớt như các loại tai nghe in-ear thường. Thì đây mình gắn bên thứ hai. Thì nó nhiều loại quá mình cũng sợ nhầm lẫn. Đây. Thì với cái giá 42.000 thì mình cảm thấy cái loại tai nghe này hoàn toàn xứng đáng. Nó sở hữu cái dây, cái dạng dẹp, cái dây này là hỗ trợ chống rối luôn nha các bạn. Chắc 3.5, nhìn màu vàng giống như được mạ vàng, nhưng mà chắc không phải vàng đâu, chỉ có giá rẻ mà. Đây. Thì cái tai nghe này mình mà thích màu xanh. Ở đây là thương hiệu của nó, cũng là tích hợp tăng giảm âm lượng và mic thu âm. Ở đây là kẹp vào áo để cho di chuyển cho nó tiện. Đây là hai bên, hình như mình gắn lộn rồi đó. Hai bên LR mà mình gắn hai bên là R hết. Cái này để mình gắn lại, xin lỗi các bạn. Ây da. Thì để mình chọn cái đây, nó đây đúng rồi, LR không phải, đây mới chính xác là nó đây. Thì cái này mình đã đeo thử rồi, nó dính chặt vào tay luôn chứ không có rớt ra. Đây, đây là hộp của nó. S40. Cái giá mới của nó là 200.000 nha các bạn. Made in China. Theo mình tìm hiểu thì cái thương hiệu Canon này cũng là một cái thương hiệu khá nổi tiếng, được bày bán ở Thế Giới Di Động. Thì đây là cái giá 42.000. Với giá tiền này thì rõ ràng sở hữu một cái tai nghe này là rất là hợp lý rồi. Thì nếu các bạn muốn mua thì các bạn hãy lên cái trang mà máy cũ giá rẻ, chọn cái phần tai nghe thì kéo xuống, nó sẽ có từng mức giá cho mình chọn từng thương hiệu. Thì các bạn chọn cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Nếu cảm thấy video hay và hữu ích, hãy like và chia sẻ với bạn bè. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem kênh, hãy đăng ký kênh, bấm chuông để theo dõi được nhiều video hơn nữa.